Con được nghe giảng là cùng một thời điểm không có hai vị Phật chánh đẳng giác. Xin sư cho con biết điều này có trong kinh nào? Phật chánh đẳng giác chỉ xuất hiện ở bốn cõi nhân loại hay có thể ở bất cứ cõi nào đó trong tam giới? Nếu có một vị Phật ở cõi người và một vị Phật ở cõi nào đó cùng thời điểm có được không? Quý vị chờ tí xíu, sư mở tăng chi cho quý vị coi. Nằm trong tăng chi chương một pháp cái phẩm mà không thể xảy ra đây, nó hơi nhỏ. Sự kiện này không xảy ra, này các tỷ kheo, không có được. Trong một thế giới, hai vị A-la-hán chánh đẳng giác không trước không sau xuất hiện một lần. Sự kiện này không xảy ra. Và sự kiện này có xảy ra, này các tỷ kheo, trong một thế giới chỉ có một vị A-la-hán chánh đẳng giác xuất hiện. Sự kiện này có xảy ra. Thì Đức Thế Tôn đã nói rất là rõ là trong một thế giới thì không thể nào xuất hiện hai vị A-la-hán được. A-la-hán chánh đẳng giác, tức là Phật á, Phật toàn giác. Sự kiện đó không thể xảy ra. Mà sự kiện này sẽ xảy ra là trong thế giới chỉ có thể xuất hiện một vị Phật toàn giác mà thôi. Cho nên nếu như mình nói ngược đi, tức là mình đang phỉ báng Đức Thế Tôn. Thì hãy cẩn trọng. Và chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.